Thế mà con Cao Lan Phương nó cứ chửi chị ăn mặc mẹ mày mà. Thế con dở em ạ. Con đấy mày là con dở. Nó có hiểu biết cái gì đâu. Con đấy ấy. Con đấy ai người ta gọi là Cao Lan Phương. Con này là con Cao Lan Phò. Con phò hết đát. Tuổi gì mà đo so đo với mình. Da mặt chị đẹp quá, không đẹp đâu, chị dùng áp đấy. Mẹ mày quấn cái kia kìa, đứng ngồi đây này chị. Mẹ, cả nhà cứ ăn đi. Mẹ ăn buổi tối cho nó béo nào. Cầm đồ Tuấn Phương ơi. Hello chị Lan của em. Quá đỉnh gái yêu. Nhà chị gái có gần bến xe nào hả chị gái Lan ơi? Lan ơi, gần bến xe nào đây? Tiền dâu nó đúng không? Cá bà nhá. Có đâu, còn muốn chả có đâu. Trưa nay lên có đâu. Nó đăng chị lên. Cái gì không có. Nó bảo ăn mặc thì như con dở. Đi shop thì có cái áo đen. Con Cao Văn Nhá ấy. Tên là Cao Lan Phương hay Cao Con Cò ấy. Đến gửi cho. Phần ơi, xinh quá là thế nào. À, chị gần bến xe Giáp Bát rồi chị gái. Đi bình thường đi Tiền Giang đây xuống Vân Hồ bao nhiêu? Mấy chục. Chị gây thù gì con Cao tính này? Tính ra tuổi ạ, mà xe máy xăng này. Mà ngày mà nào nó cũng chứ. Đấy, chị chả gây thù xây oán gì cả. Sau cái vụ chị bị bọn tiểu nhân nó đánh chị, thế là nó cứ vào nó cứ sân si, nó cứ chửi chị thôi. Đáng ra chị không chửi nhau với nó đâu, nhưng mà từ ngày nó đăng bố chị lên, bố chị chết rồi nó chửi bố chị lên, chị ức chị. Đấy. Thế này bây giờ thỉnh thoảng chị vẫn đưa nó lên đấy, chị vầy nó. Nó vầy chị quá nhiều rồi, nên mọi người đừng có bảo mình là sân si làm gì nhỉ. Nó mới là cái con tiểu nhân. Đấy. Cái đấy chủ tịch phải tính. Toán. Em thích mua cái mũ á. Mũ này vòng đầu 55. Gần 56. Mũ nó phải làm. Cháu giả làm trợ thợ hàn và vị nhân viên. Phải đổi pin từ này. Xong cái kết cho thằng ấy cho nghỉ luôn. Con quê. Chủ tịch Tử Long nhân viên và cái bộ này riêng bộ tem là 3 triệu cho em ạ. Bộ tem là 3 triệu rồi. Em bảo 3 triệu ạ, bằng bộ tem đây em ạ, bằng cái tem này. Chị không nói sai đâu. Em cứ đi hỏi người mà biết chơi sành ấy. Hỏi em là bộ cầu vai Dyson Cúc Lỗi đời 64 xem là bao nhiêu. Cầu vai Dyson Cúc Lỗi đời 64. Bộ này cực đều màu đẹp luôn. Đấy. Nhưng mặc lên là con Cao Lan Phương nó cứ bảo mình là ăn mặc như con dở. Cao Ba Nhá. Cao Ba Nhá chỉ giỏi ăn mặc cửa hang thôi, chiêm ngưỡng thôi. À, tên mới của nó là Cao Ba Nhá thì có. Tìm dâu mẹ đặt tên ác thế. Được cái thằng Khánh Sơ Cai nữa. Mẹ mõm điện đéo ra mày. Chị em thì mẹ mày cùng cảnh đi đóng phim với nhau. Mẹ mày vui vẻ có cái gì đâu. Mình cả nó thì mẹ mày gây thù chuốc oán gì. Nước sông không phạm nước giếng. Chị em rất vui vẻ không gây thù chuốc oán. Vậy mà đéo hiểu làm sao mà nó lại mẹ mày. Chỉ vì cái tí view tí like. Câu view câu like mà nói mẹ mày bán mất hết cả anh em. Khánh Sơ Cai ạ. Gửi tới. Thân gửi tới Khánh Sơ Cai. À, cả lò làm
Phò mà chị, ô thế à? Nhục, thế thì làm sao mà? Cô xảo xem. Tử Vi không con xem. Cho cô một quẻ. Ok. Nó là con. Đấy. Cái hôm mình phát trực tiếp mình, ô em Linh vẫn ra xem à? Linh, Linh vẫn xem à? Cái hôm phát trực tiếp thì chị cũng trêu trêu thôi, chị bảo cứ kết sau lấy vẻ thằng chồng nó gọi là máu lạnh giang hồ một tí. Đấy. Để con mẹ được bảo vệ. Thế là bây giờ nó gán ghép cho mình với ông Nhạn, nên là với anh Tế Điên. Mẹ bố cái con Điên. Không có một tí đạo đức nào luôn em ạ. À. Hôm uống rượu đấy, rõ ràng là nó còn thích cái mũ của chị. Cái mũ đấy đi cùng với bộ giàn trí của chị đấy. Chị đang thích đội thì chớ, nhưng mà nó rất thích. Đấy, nó xin chị tặng cho nó. Đấy, từ ngày giờ chị em không có cái gì cả vui vẻ. Chả hiểu làm sao mà nó lại tiểu nhân thế. Nó là thế. Chị Linh ơi, chị Linh còn đang xem không? Có. Linh ơi, chuẩn bị tinh thần lên á, khai trương nhá. Dạo này công việc của gì nào rồi, con bận tối mắt tối mũi trả vào được cái nhóm của nhà mình. À, tối em mới rảnh, ngày thì mà mặt mày ngày thì vào comment chả thấy mặt mũi chứ trả lời đâu với nhóm. À, ăn mặn không để chị gửi về cho. Linh tối. Mặn bây giờ thì ngon rồi. Em gái ạ, à, mặn bây giờ thì ngon rồi. Không phải công nhắc em ạ, à, ngày nào nó cũng đăng chị lên. Con Cao Ban Nhà ấy, tên là con Cao Lan Phương ấy. Mà nó đó là nó còn đang đi chăm bố mẹ, nó đang ốm trong Sài Gòn ấy. Đấy. Đấy, nó còn đang phải bận đi chăm bố mẹ nó mà nó vẫn còn có thời gian để nó vào. Nên nó sân si với mình đấy. Thì phải biết được nó là như nào rồi đấy. Chị không hiểu luôn nào Huyền ạ. Đáng ra chị không bao giờ nói làm gì. Nè, nó chửi chị nhiều quá rồi. Không bao giờ rồi à. Nó còn thách cả họ cho chị. Còn bố con Thảo, mẹ mày đấy. Chấp cả bố cả con Thảo đấy. Nên chị mới lên tiếng thêm ạ. Đấy. Con ơi, con tôi để hôm nào Tỏ Ngọc khai trương. Bao giờ khai trương hả con? Hôm nay bao nhiêu rồi? Hôm nay bao nhiêu? Còn 10 ngày nữa. Còn 10 ngày nữa các bà. Mai chị vẫn gửi cho 20 cân về để ăn. Mặn ngon lắm, to đùng. Tím rồi, đỏ đỏ rồi. Chín ngon rồi. 25 khai trương nhá. Trung tâm tiếng Anh. Ôi trời, mẹ lâu không mặc bộ quần áo này, mẹ rộng quá Linh ạ. Chết rồi. Lâu không mặc bộ này rộng quá. Em cảm ơn chị Triều Nguyễn nha. Mai chị cứ gửi 20 cân cho cả nhà ăn. Lúc nào lên là làm một thùng về tiếp. Giảm gì đâu. 9 đồng rồi mới giữ được. Có giảm gì đâu đây. Hiểu cái gì hôm nay mặc này. Đây là chị còn cài kìa. Cài vào trong cái khuyên chân quy này đấy. Cầu vai đây sườn cúc lùi mà em. Chào em gái, cảm ơn Quang Nguyễn nha. Cảm ơn em gái Thủy Linh nha. Cảm ơn Toàn Bùi nha. Cảm ơn Mộc Châu nha. Cảm ơn chị Triều Nguyễn nha. Cảm ơn những người. Cảm ơn Phương My nha. Ôi, cứ treo nó. Ăn mận. À, đúng rồi. Em gái đi đâu vậy? Em đi ăn, đây này, em đi ăn nướng cùng các con đây này. Thấy không? Này, này. Nướng này, đồng phết ấy, năm nay em cảm ơn chị Trường Nguyễn nha, cảm ơn Quang Nguyễn nha, cảm ơn
Nên người yêu quý Thảo Cầm Chi nha. Đấy, cái Facebook của mình là rất là sạch. Chỉ có 1-2 thành phần đấy. Nó ra tô với mình, nó vào, nó dùng cái ảo, nó chửi mình thôi. Chứ còn đâu là rất là được mọi người yêu thương. Đấy. Cả nhà vui quá chị ạ. Ok em gái, nhớ em gái lắm rồi. Nhớ Linh tối lắm rồi, biết nó bận nhưng mà chuyển nhượng ạ. Lần này Thỏ cũng đang là làm bận không có thời gian, không có thời gian đấy chị, cũng cứ phải lên lên đi đi lại lại. Đi làm về 11 giờ đêm, đi làm về thủng xăm. Lại gia đình 12 giờ chứ. 12 giờ đêm đi làm về thủng xăm, hơn 1 giờ mới về nhà. Đi 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 đâu, với chị giám đốc này. Giám đốc này. Đâu 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 đâu. Chết cái gì, Thỏ Ngọc giám đốc ta. Thẻ giám đốc vẫn còn đeo đây, chưa đi về nhà. Chưa về đến nhà này. Bỏ ngoài tai đi em. Em cũng muốn bỏ lắm anh ạ. Em cũng rất là muốn bỏ, em muốn cây muốn nặng mà gió không đừng ấy anh. Mấy con đấy không có cửa, con còn chẳng thèm quan tâm. Đỉnh cao của sự khinh bỉ là không thèm để ý. Mình thực ra ấy, bây giờ mình trong đầu mình ấy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến các con trong gia đình. Thế thôi, cũng không muốn là bon chen sân si làm gì. Nhưng mà chúng nó cũng không để cho mình yên. Đấy, thì mình phải chiết. Không để cho mình yên thì mình phải chiết. Kể ra thằng Khánh sẽ cay. Sáng nay điện nó nghe máy. Thì mình cũng không đăng lên đâu. Nhưng mà nó không nghe. Lần trước nó nhắc nhở nó một lần rồi. Thế chị em chơi với nhau. Chị cả mày có gây thù chuốc oán gì đâu à. Chỉ vì mày vài cái đồng tiền người ta thuê mày like kê để mày coi như là vì cái câu view câu like. Mày lại bảo là mày em câu view câu like một tí chị thông cảm. Cái này nay em không nói nữa. Vậy mà mày hôm qua tiêm kìa. Mày vẫn coi như là xui người ta là nọ kia. Thằng mõ mà em, chị không ngờ đâu mà. Chị nghĩ là chị em đi đóng phim với nhau thì ngồi ăn cùng cơm với nhau rồi. Chị bảo là chị tặng mày cái mũ, mày đừng có chửi chị nhớ. Chị vừa nói vừa cười như thế. Không, em nể chị, em luôn tôn trọng chị. Ai dám chửi chị? Thế mà nó chửi chị đấy. Đúng là tiểu nhân thật. Thằng này thì cứ phải cho mẹ mày chó cái mõm vào nó đưa hết cả mà chửi. Nó quen có thể chửi được người nào mày kia được. Chân chi đó, nhiều người chân chi đó. Thật sự mình bây giờ mình cũng không thích gọi là lên mạng chửi nhau làm gì, nói nhau làm gì. Con mình đây, mình nhìn từ con mình đây, mình sống vì con mình đây, mình không muốn nó ảnh hưởng. Đấy, bởi vì nó là một nhà giáo. Mặt nó nhìn cũng có một tí hậu nào em ạ, thật sự. Đấy, nó xin chị cái mũ, chị đang đội, chị đội, chị mặc cả bộ đấy, cùng bộ. Chị cho nó chị tiếc lắm nhá, nhưng mà nó thích. Nó bảo chị tặng em, chị tặng luôn chứ chị có tiếc cái gì đâu. Em biết tính chị rồi đây. Khi mà để được ai thích thì chị ấy ngay chứ còn tiếc gì đâu. Thế vậy mà đấy, nó tiểu nhân thế đấy. Nói nó thì nó thanh minh, nó bảo em câu tí view tí like. Chị thông cảm, thôi em không nói nữa. Thỏ Ngọc, dì Linh bảo Thỏ Ngọc vừa ngoan vừa giỏi. Hello Đường Tilly. Con nên chức giám đốc của em gì anh? Giám đốc còn mệt hơn cả cô giáo. Làm cô giáo thì chỉ một tuần làm được có 3 ngày. Giám đốc là full 7 ngày, xong rồi 11 giờ đêm mới về. Sau này đi toàn 11 giờ đêm mới về thôi em gái ạ. Thỏ ấy. Cảm ơn Vân Đình nha. Cảm ơn Huyền Nguyên nha. Cảm ơn Nguyên An nha. Cảm ơn gái Thị Nhinh nha, cảm ơn Đường Tilly nha. Hello các tình yêu của tôi. Ê, cái quán sushi này đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Cả Mộc Châu được cái quán sushi đóng cửa chán đời kinh. Rồi, cố lên giám đốc này. Cô Huyền bảo cố lên giám đốc đi. Đi đến nhà, về đến nhà gần 11 giờ. Có
Chỉ nốt. Chỉ nốt 11 giờ đêm về rồi. 1 giờ đêm nhá. Không phải 1, 11 giờ đêm nhá. Nhân viên đi xe giám đốc thật lúc. Nhưng mà đêm giám đốc về nhà. Khô kinh khủng luôn. Ôi dồi ôi, Vinh Đào mấy em có giỏi gì đâu. Em là cái con móm ăn tục lấy phép trên mạng mà. Giỏi gì đâu anh. Con nhà em nó giống gen bố nó. Giống gen hàng nội. Giống gen mẹ thì ngu xuẩn. Hello các tình yêu. Cô gái trẻ tuổi đã làm giám đốc rồi á, chị Linh. Chị Linh và cô gái trẻ tuổi. Linh chuẩn bị lên tham quan cơ sở của con nhá. Đầu tư hành trắng lắm chị Linh ạ. Sạch sẽ, mát rượi. Mỗi phòng một điều hòa chị Linh ạ. Mát rượi luôn chị ạ. Đầu tư 3 tiền gì ạ. Cân tỷ rồi. Ngu mà Huyền. Bị nó chửi cho đây. Chửi cho đây. Nó chửi cho con tọc đây. Lúc nào nó chả chửi chị con tọc. Đấy, con rửa hơi lên và sách dép cho mấy cho dân tộc Việt Nam. Đấy. Lúc nào nó chả chửi con tọc mình nhỉ? Đấy, nó bảo đi, mày con tọc đây. Tọc ơi đây. Mày bảo tọc ơi đây. Con tọc ơi đây. Con Mộc Châu đây. Con nhà quê đây. Lên đây sách dép cho mình núi của tao. Đấy, nó chửi chị là con tọc đây. Mừng cho con gái kìa. Chị rất ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ em mà chưa được gặp. Em cảm ơn chị Vinh Đàm ạ. Cảm ơn mọi người yêu rất nhiều. Hello, ổ Sinh Tố. Nhìn hoành tráng lắm. Hoành tráng mà gì? Thì lên thì chắc gì phải vui mừng đó. Cơ ngơi của con khang trang, sáng sủa. Xứng đáng cho các cô cho con em đi học đến nơi. Xứng đáng rồi. Mừng cho con gái đi, bảo mừng cho con gái. Con ơi, dì Linh bảo mừng cho con gái này. Ôi, vất vả lắm dì ơi. Thức khuya dậy sớm làm việc xuyên đêm, trưa không nghỉ luôn. Làm việc, cô giáo một ngày, một tuần làm việc có 3 ngày, giám đốc à, xuyên mà đêm. Tao đây tận 11 giờ mới về gì ạ? Vất vả. Chúc bạn và con gái vui vẻ hạnh phúc, cảm ơn Võ Hoàng nhá. Đấy, con trai, con dâu này, cháu nội này, con gái này. Đấy. Ông xã thì đi làm, chưa lên. Đấy. Chắc chắn chị phải gặp được em một lần. Chị ở đâu mà chị cứ phải ao ước thế chị? Em là người bình thường, có cái gì đâu chị. Có cái gì đâu mà chị... Lương cứng thì thường thường nhưng mà doanh số thưởng nhiều. Cuộc sống bây giờ được bao nhiêu đâu Huyền nhỉ? Chào Vũ Văn Ảnh nhá, Linh nhỉ? Mà sao mà họ cứ thích sống sân si nhỉ? Họ cứ kém miếng khó chịu nhỉ? Họ cứ phải bon chen với mình làm gì nhỉ? Nó còn bảo chị là sau cái vụ này chị bị nằm viện rất nhiều anh em xa lánh chị em ạ. Nói với thằng Khánh Trực Cai thế chứ em nghe lại mà xem. Đến bây giờ nó vẫn còn ảo nữa vậy. Anh em nào mà chẳng yêu quý, chẳng qua lọc những người không tốt thôi. Đây. Thôi mấy cái bà đang ác lại còn xấu xa bẩn tính nên ăn tức ở thì tốt nhất là nách. Không xứng đáng thì tôi gọi cho mẹ. Đấy, bà Ngọc Lý ơi. Bà Ngọc Lý bảo với Khánh Sky là sau cái vụ nó bị đánh xong cũng nhiều anh em xa lánh. Chỉ có cái loại tiểu nhân ấy. Nó không biết phải trái nào. Chưa hiểu câu chuyện. Nha. Bảo là xa lánh chị. Nó mất nhiều em ạ. Sau cái vụ này nó mất anh em nhiều. Đáng anh em yêu quý nó Khánh ạ. Nhưng mà sau cái vụ này là mọi người xa lánh nó. Nó mất nhiều, nó mất hết. Mất cái gì? Đây là không thèm chơi với những loại tiểu nhân nhé. Không phải mất. Đi đâu cũng như con gà trọi. Đúng thế thật em ạ.
Thì Linh ơi, giờ này công việc của dì thế nào rồi? Cho đấy thì vẫn làm bãi làm trạm dừng nghỉ ở. Em nên đóng bên ai, còn hỏi bên ai gì? Mọi người kể đây, chị đi đâu cũng chỉ rình cắn người ta để thể hiện số má. Nhiều người họ kể nhưng mà họ không dám nói, họ dặn đừng có nói vì họ sợ. Thì vẫn đang xây. Chị uy tín như vàng, 1.9 với con người chị ạ. Chị không phải là phép, chị nghèo nhưng mà chị sống cực chuẩn. Thôi ăn đi. Em đi cái kia là 7 triệu thôi. Anh chẳng nghe nó nói chuyện gì nữa với thằng Khánh chơi cay cả buổi tối gì nữa. Cả đêm gì nữa. Em chào anh Cường Hoan nha. Chị có cái mũ đẹp quá. Cho em cái đi chị. Cường ca, chị có muốn một cái mũ này, chị mặc cái bộ này em ơi. Mũ này gọi là mũ lễ lực. Cứ nói làm gì nữa, ngồi ăn với gia đình. Ngồi ăn. Hôm nào em lên Mộc Châu gặp chị, ok em. Lấy nhá, chuẩn bị là hôm khai trương Tỏ Ngọc là cũng là ngày lễ ái mật luôn đấy. Ngày lễ ái mật luôn đấy. 6 cái vụ này mẹ nó mất anh em rất nhiều, anh chị em rất nhiều. Xin lỗi người đi. Chỉ có mồm người nói ra thôi nhá. Với con người này sống chuẩn, uy tín, đi động được mọi người yêu quý. Hiểu chưa? Người bớt sân si với tôi đi người ạ. Sống chẳng được bao nhiêu ở đâu, đừng ga tô. Đừng đi động như con cá trọi. Nha. Ăn chỉ được miếng đầu. Mày nghịch cái thôi. Cứ gia đình vui hạnh phúc là số 1 chị ơi. Còn ai nói gì mình không nói với như nó không bằng mình. Chị không cần biết nó là như nào, nhưng để mà so về chồng con các thứ, chị khẳng định luôn, không phải là điêu, chị khẳng định. Đó. Quân tử chị phải hơn chúng nó danh dự. Tốt bụng mà không bao giờ so được với chị, kể cả từ cái tư cách, từ cái tốt bụng, khẳng định luôn. Mình chưa biết là mình like này nó vào nó xem. Con cháu nó vào xem đấy. Chim lợn của nó vào xem đấy. Kể là con Cao Long Phương ấy nhá. Mày phải đăng tao lên ấy. Mày phải để công khai bình luận vào nhá. Để xem thế nào có vào chửi từ bố mẹ mày trở xuống không dậy được mày không. Nhá. Còn tao đăng ấy, nhưng mày phải vào mà đọc bình luận nhá.
người ta có chửi mày không? Đấy, khi đăng người ta lên ấy, phốt người ta lên ấy, phải để chế độ công khai để cho người ta vào, người ta nhìn vào, người ta đọc cái bình luận để người ta mới đánh giá được nhá. Thế nên là xác định lần sau ấy, con Cao Lam Phương ấy, con Cao Ban Nhá ấy, mày nhiều tên lắm, con Cao Lăng Nhăng ấy, Cao Lăng Nhăng, Cao Ba Nhá, Cao Lan Phương, Cao Phỏ Phạch. Thì xác định mày đăng tao lên này, mày phải để chế độ bình luận công khai vào nhá. Đấy, để người ta xếp phải vào, người ta chửi. Đấy, vì mày quá tiểu nhân nên là người ta chửi mày. Cao Bà Nhã, Cao Lăng Nhăng ạ, Cao Liên Thiên, lần sau mà đăng thảo lên ấy, để chế độ công khai nhá, đừng để chế độ coi như là bạn bè nhá, hiểu chưa? Đăng là phải đăng, mình đăng để công khai cho người ta vào, người ta bình luận. Đấy, tao để công khai đấy. Đây, ai thích nói thì ai nói. À, đã gọi là cao rồi thì sớm muộn, sớm muộn cũng nấu cao ha. Hay Vũ Văn Ảnh hay. Sống thì tiểu nhân nhưng mà cứ thích cay thể hiện bày đặt. Thôi chả thấy ai nói chuyện đi mình à? Xem không cả. Thôi thôi nha, tao xin tắt like nha. Chào Nguyễn Trịnh nha. Chúc những người yêu quý Tảo Giàn Di buổi tối vui vẻ nha. Không ai nói chuyện nữa thì tao xin tắt like. Cao Cà Ve chị ơi, ôi rồi ôi. Nó đặt cái tên Cao Lan Phương nó mà làm tết xuyên tạc thế nhỉ? Cao Cà Ve. Linh Thủy quá tuyệt vời. Chị gái em sinh năm bao nhiêu? Còn chị cứ xem bọn tiểu nhân ấy. À, Nguyễn Trịnh ơi, em có tin đấy, ngày mai nó dò cái comment của em, nó sẽ vào tin nhắn nó chửi em đấy. Chị nói sai chị chết luôn. Con ấy là thế đấy. Mai đi nào mà chửi nó nhiều ấy, nó vào tin nhắn, nó gây sự đấy. Chị nói thật. Em nó chị nó thật mà. À, chị không phải sợ á? Chị sợ lắm, sợ thì mẹ mày lũ tiểu nhân lắm, cho cắn theo đàn lắm, sợ lắm. Em ngoa có tiếng ở Phủ Lý. Con này nó bắt đầu tình người đấy, nó bắt đầu tình người đấy.
nó bắt đầu từng đứa đấy. Và nó vào nó chửi thằng Hậu như thế, mà thằng Hậu nó đăng lên như thế đấy. Thằng Hậu nó đăng lên đấy, đăng nó lên đấy. Con này sớm muộn anh mất xác rồi mà. Em ngoa có tiếng ở phố Lý. Quá ngoa. Thật mà. Thần Long, Thần Long. Thôi tâm sự với mọi người thế thôi. Mai lại nói chuyện tiếp. Cứ nói thế thôi. Chúc những người yêu quý Thảo Thần Di luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Chào mọi người nha. Em nói không tên động đến nó mà chửi em cho nó thành cao nghiệp chướng luôn. Mẹ đánh đá đéo chịu được mày. Đánh đá thế. Thật. Đánh đá quá đấy. Ghê gớm thật. Chào những người yêu quý Thảo Thần Di nha. Bye bye các tình yêu nha.